Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường triển khai các biện pháp phối hợp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại cảng biển Nghi Sơn. Theo nhận định của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nguồn cung thịt lợn trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh ổn định về giá và đảm bảo nguồn cung. Các địa phương ưu tiên nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có công điện gửi các tỉnh, thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước biến chủng Omicron. Để chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh biến chủng Omicron có thể xâm nhập và lây lan nhanh, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động xây dựng các kịch bản, phương án để sẵn sàng đáp ứng với tình huống dịch COVID-19 trên địa bàn. Nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế, không được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị. Các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, lưu ý kiểm tra điều kiện lưu trú của các trường hợp này và phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur để gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron để giải trình tự gen khẳng định. Khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19, đặc biệt là biến chủng Omicron, phải mở rộng điều tra dịch tễ, cách ly y tế kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 và trả kết quả nhanh nhất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp hiệu quả. Trong điều trị bệnh nhân COVID-19, phải điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên, đồng thời ra soát tiêm vét cho tất cả các đối tượng nguy cơ cao, người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền và triển khai tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng Omicron, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã tăng cường lực lượng phối hợp với các đơn vị đóng trên địa bàn, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lưu thông hàng hóa. Khu vực Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn kiểm soát có những cụm cảng thường xuyên đón các tàu trọng tải lớn trong và ngoài nước cập cảng giao nhận hàng hóa. Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã thành lập 2 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại Cảng Quốc tế Nghi Sơn, Cảng Nghi Sơn và 1 chốt kiểm soát lưu động để duy trì an ninh trật tự. Năm 2021, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 800 phương tiện trong và ngoài nước với hơn 12.000 thuyền viên đảm bảo an toàn đúng quy định, đưa đi cách ly 189 thuyền viên trên các tàu nước ngoài do hết hạn hợp đồng phải thay đổi lao động. Tình hình an ninh trật tự trên khu vực các cảng biển do đơn vị quản lý ổn định. Đối với khu vực cổng cảng, Bộ đội Biên phòng là thường xuyên chủ trì phối hợp với lực lượng hải quan cũng như là an ninh cảng và bảo vệ của cảng, kiểm tra giám sát chặt chẽ người phương tiện ra vào cổng cảng, nhất là đối với các phương tiện vận tải và chở hàng hóa vào các tàu, lực lượng bảo vệ của cảng sẽ dán niêm phong. Khi vào trong cảng thì lái xe tuyệt đối không được xuống cảng, mà mọi công việc bốc xếp hàng hóa là do công nhân cảng đảm nhiệm. Hàng ngày, hàng ca thì lực lượng an ninh là bố trí duy trì thường trực là 24/24, kết hợp cùng với các đồng chí biên phòng cửa khẩu cảng quốc tế Nghi Sơn là để mà trực thường xuyên trực ở tại cổng làm giám sát các thủ tục, cũng như là phối hợp trong cái việc tuần tra giám sát ở dọc các cầu cảng, bãi hàng, kho hàng và đặc biệt là mặt nước ở cầu cảng. Nhờ cái tinh thần là có sự phối hợp tốt của bên biên phòng, cảng đã đảm bảo được cái công tác là vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch. Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, kiểm soát người, phương tiện xuất nhập cảnh để hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đến nay, 100% doanh nghiệp, đại lý hoạt động xuất nhập cảnh đều thực hiện khai báo, giải quyết thủ tục biên phòng điện tử. Đơn vị đã tăng cường cán bộ chiến sĩ đến từng khu vực cảng cá, bến đậu tàu thuyền, chợ hải sản để tuyên truyền, vận động người dân cam kết thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển. Đảng ủy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã xây dựng kế hoạch trực Tết năm 2022, triển khai đến cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, phối hợp đối với các cảng, lãnh đạo cảng thực hiện công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế của địa phương trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn và công tác bảo vệ chủ quyền và công tác kiểm tra giám sát đối với tàu thuyền nước ngoài đảm bảo đúng pháp luật. Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn luôn nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, cửa khẩu cảng
và phòng chống hiệu quả dịch bệnh, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đưa ra khuyến cáo gửi các địa phương về hoạt động xuất nhập khẩu nông sản qua cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ phía Bắc. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, người lao động doanh nghiệp Trung Quốc sẽ nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn mọi năm do phía Trung Quốc yêu cầu đối với người làm việc tại khu vực cửa khẩu, bến cảng của Trung Quốc phải cách ly bắt buộc 21 ngày trước khi rời khỏi khu vực cửa khẩu biên giới về quê đón Tết. Trong khi tại các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn hiện vẫn còn số lượng rất lớn xe nông sản đang chờ xuất khẩu sang Trung Quốc. Do đó, để giảm áp lực cho các cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ tại Lạng Sơn và Quảng Ninh trong thời gian tới, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản đề nghị các cơ quan chức năng thông tin khuyến cáo đến các hộ nuôi trồng, nhà vườn, hợp tác xã doanh nghiệp tạm thời dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu biên giới, chủ động nắm bắt thông tin để điều tiết hợp lý lượng nông sản xuất khẩu qua các cửa khẩu sang Trung Quốc thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, đồng thời có kế hoạch, phương án lựa chọn phương thức xuất hàng chính ngạch qua đường biển, đường sắt, có giải pháp hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa phải quay lại tiêu thụ nội địa do không xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ lợn chiếm tỷ lệ trên 70% trong sổ thực phẩm và tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán. Tại Thanh Hóa, với tổng đàn lợn hơn 1,2 triệu con, nên nguồn cung thịt lợn cho thị trường Tết được nhận định là ổn định, giá không biến động nhiều. Để có nguồn hàng cung ứng đúng dịp Tết, các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Yên Định đã tái đàn, tăng đàn từ tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Huyện Yên Định đã chỉ đạo phòng nông nghiệp và các xã tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi tập trung chăm sóc, bảo vệ đàn lợn. Đối với riêng mặt hàng lợn thì từ nay đến cuối năm thì huyện đang khuyến cáo cho các hộ là thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng, công tác tiêm phòng và thực hiện tốt cái khâu an toàn sinh học trong chăn nuôi để giữ phòng tránh dịch bệnh cho cái đàn lợn phục vụ cái Tết Nguyên đán năm 2022. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, mỗi tháng nhu cầu tiêu dùng thịt lợn trên địa bàn tỉnh khoảng 10.000 tấn, trong khi khả năng cung ứng cho thị trường của ngành chăn nuôi trong tỉnh là trên 15.000 tấn. Vì vậy, dù nhu cầu tiêu dùng thịt lợn tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán thì nguồn cung vẫn đáp ứng tốt. Trong cái thời dịp trước, trong và sau Tết, để đáp ứng cái nhu cầu tiêu thụ thịt trên địa bàn, nhất là cái sản lượng thịt lợn là trong 70 đến 75% cái tỷ lệ trong cái rổ thực phẩm của người dân, thì người dân tiếp tục thực hiện đồng bộ các cái biện pháp về chăn nuôi an toàn sinh học, bởi vì đối với chăn nuôi lợn tại thời điểm này chưa có vaccine, chưa có thuốc phòng thì chăn nuôi an toàn sinh học là biện pháp tối ưu để giảm những cái thiệt hại và tăng năng suất cái đàn vật nuôi, phải ổn định về cái việc con giống để chuẩn bị cho cái nhu cầu khi mà cái Tết Nguyên đán cái tiêu thụ thịt lợn lớn thì sẽ bị giảm đàn. Chỉ còn gần một tháng nữa là Tết Nguyên đán, nhưng hiện nay lưu lượng vận chuyển giết mổ kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn đã tăng cao. Ngành nông nghiệp Thanh Hóa khuyến cáo các trang trại hộ chăn nuôi lợn không chủ quan, tập trung chăm sóc bảo vệ đàn lợn. Các địa phương tăng cường kiểm soát việc mua bán, vận chuyển giết mổ lợn để đảm bảo an toàn và nguồn cung thịt lợn cho thị trường trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 39 ngày 17 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đến nay Thanh Hóa đã tinh giản được hơn 45.200 biên chế, gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở thôn. Thời gian qua, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội các cấp được Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện tham mưu triển khai thực hiện và đạt kết quả quan trọng. Riêng trong năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành 42 kết luận phê duyệt đề án vị trí việc làm ngạch cán bộ công chức của các cơ quan đơn vị khối đoàn thể, ban hành khung số lượng cấp phó các sở cơ quan ngang sở, đồng thời đã giảm 96 phòng, chi cục và tương đương thuộc các cơ quan đảng, các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, ủy ban dân cấp huyện, giảm 267 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan cấp tỉnh và ủy ban dân cấp huyện, sắp xếp chuyển giao 43 tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về các huyện ủy, thành ủy cho đảm bảo phù hợp với quy định đảng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc thực hiện chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tiếp tục làm việc phối hợp với các hãng hàng không để thu hút khuyến khích các hãng
mở và khai thác các đường bay mới đi và đến Cảng hàng không Thọ Xuân, đồng thời đấu mối phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để sớm triển khai đầu tư xây dựng nhà ga hành khách quốc tế T2 theo quy hoạch đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng vừa ký ban hành quyết định số 16 ngày 4 tháng 1 năm 2022 công nhận 11 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đợt 3 năm 2021. 11 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2021 gồm các phường Mai Lâm, Hải Thượng, Hải Châu, Hải Ninh và xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, các xã Thạch Long, Thành Công, Ngọc Trạo và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, các xã Yên Phong, Định Tăng, huyện Yên Định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện, đảm bảo nguồn cung máu an toàn cho cấp cứu và điều trị trong thời gian có dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện chủ động lập phương án dự trữ nguồn máu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về máu của đơn vị mình, đồng thời chỉ định hợp lý tiết kiệm nguồn máu hiện có trong thực hành cho cấp cứu và điều trị. Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có kế hoạch chi tiết để huy động nguồn máu cho cấp cứu và điều trị, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức hiến máu theo đúng quy định. Các sở ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm Huyết học và Truyền máu sẵn sàng huy động tình nguyện viên tham gia hiến máu khi có nhu cầu. Trong kỳ thi học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2021-2022, huyện Hoàng Hóa tiếp tục đứng thứ nhất toàn đoàn với 79 giải, tổng điểm đạt 516 điểm, với 6 giải nhất, 28 giải nhì, 26 giải ba và 19 giải khuyến khích. Với kết quả này, huyện Hoàng Hóa đã có 5 năm liên tiếp dẫn đầu 27 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh trung học cơ sở. Đạt được kết quả này là do huyện Hoàng Hóa đã quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục với nhiều cơ chế khuyến khích, động viên kịp thời đối với học sinh, sinh viên và nhà trường để tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương. Theo bảng xếp hạng của Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Quảng Xương đứng thứ 2 với tổng số 508 điểm, huyện Thọ Xuân đứng thứ 3 với 476 điểm. Xây dựng các mô hình giảm nghèo được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Bởi vậy, các địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã ưu tiên thực hiện nhiều mô hình giảm nghèo, tạo tiền đề để người dân vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bản Lửa, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân có 144 nhân khẩu. Do sống sát vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, nên việc thu nhập nguồn lợi từ rừng không có, diện tích nương rẫy lại ít. Có những thời điểm, tỷ lệ hộ nghèo của bản cao tới hơn 50%. Để giúp người dân có việc làm, giảm nghèo bền vững, khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đã xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật, nuôi dúi cho hơn 30 hộ, đồng thời liên kết với doanh nghiệp miền xuôi để đưa nghề đan lát thủ công mỹ nghệ nhân rộng cho chị em phụ nữ. Vâng, được sự quan tâm của Ban Quản lý Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên là ưu tiên cho thôn Lửa được nhiều dự án đưa vào cho thôn bản. Bà con cũng nhận thức đúng đắn về là cái chủ trương và cái dự án ưu tiên cho, thì nói chung bà con cũng đã đang duy trì cái dự án đó mà đang phát huy dần. Trên thực tế, phần lớn hộ nghèo trong tỉnh còn mắc ở tiêu chí thu nhập. Do vậy, việc trao cần câu giúp họ có sinh kế ổn định được xem là giải pháp thiết thực nhằm giảm nghèo bền vững. Từ năm 2016 đến nay, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã thực hiện 1.442 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 222 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo với hơn 74.000 lượt hộ thụ hưởng. Các mô hình giảm nghèo đã thay đổi cách thức từ cho không sang góp vốn đối ứng, thu hồi và luân chuyển vốn. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình không còn trông chờ ỷ lại mà đã ý thức trách nhiệm hơn, có sự đầu tư nghiêm túc để duy trì phát triển nguồn vốn được hỗ trợ. Từ khi tiếp nhận cái nguồn hỗ trợ gồm 26 con bò sinh sản này về, thì trên cơ sở kiến thức đã được tiếp thu từ lớp tập huấn, các hộ gia đình đã đưa bò về và triển khai nuôi bò một cách hết sức đúng với kỹ thuật hướng dẫn, và kết quả mang lại nó hết sức đáng mừng. Đại đa số những con bò sinh sản này đã sinh sản và đã cho nguồn thu nhập đáng kể, và trên cơ sở là những nguồn thu nhập này đấy thì cũng thúc đẩy cái phát triển kinh tế hộ gia đình của 26 hộ dân này để thực hiện các cái mục tiêu là giảm nghèo. Bà tôi thì già yếu rồi, tuổi thì cũng đã là có tuổi cao rồi. Chẳng làm được cái gì, bây giờ nhờ nhà nước đã hỗ trợ cho con bê, đến nay ông bà tôi chăm sóc mà nó cũng sinh sản được con bê con rồi. Thị giá bây giờ thì nó cũng kiếm được tí vốn và gia đình tôi cũng đỡ chật vật.
Từ thực hiện hiệu quả các mô hình giảm nghèo tại các địa phương thời gian qua đã tạo động lực để người dân vươn lên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, từng bước ổn định cuộc sống. Theo kết quả rà soát hộ nghèo giai đoạn 2022-2025, hiện nay toàn tỉnh còn hơn 66.400 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,64%. Vì vậy, bước vào giai đoạn mới với việc điều chỉnh bộ tiêu chí rà soát hộ nghèo sẽ giúp các cấp, các ngành và các địa phương xác định cụ thể hơn về nguyên nhân cũng như giải pháp phù hợp, hỗ trợ ở vùng khó khăn, người nghèo vươn lên. Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ phối hợp với các ngành là tham mưu cho Ủy ban tỉnh trong cái việc là giao chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm cho các huyện thị, thành phố trên toàn tỉnh, tăng cường các nguồn lực, đặc biệt là các nguồn điện lực từ các cái chương trình mục tiêu quốc gia như là chương trình 30A, rồi chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các cái chương trình khác từ trung ương đến tỉnh, và sử dụng cái nguồn vốn, cái nguồn lực này là phải rất là hiệu quả. Trong giai đoạn 2022-2025, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai những mô hình giảm nghèo phù hợp với từng địa phương, tập trung vào các mô hình mới và khả năng nhân rộng cao. Tuy nhiên, bên cạnh các chính sách hỗ trợ, thì quan trọng nhất vẫn là khơi dậy được khát vọng và tạo ra động lực để người nghèo vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 3 tháng 1, cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác, kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, ngày 20 tháng 2 năm 1947, ngày 20 tháng 2 năm 2022, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức chính thức bắt đầu. Ngay từ những ngày đầu tiên của tuần thi thứ nhất, cuộc thi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác, Trường Trung học Phổ thông Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa đã phát động tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia. Ban giám hiệu đã giao cho công đoàn, đoàn thanh niên tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên lập tài khoản, sưu tầm, tìm hiểu tài liệu để trả lời câu hỏi dự thi. Sau khi nhà trường phát động vào thi thì các bạn đã ngay lập tức lập tài khoản và dành thời gian tìm hiểu lịch sử địa phương, cũng giúp cho chúng em càng hiểu thêm được về tình cảm và sự quan tâm của Bác dành cho quê hương mình. Ban thường vụ huyện đoàn chúng tôi thì đã bám sát các cái nội dung hướng dẫn để tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân về các cái nội dung ý nghĩa của cuộc thi và hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu các cái tài liệu học tập và làm theo Bác. Và từ đó thì chúng tôi cũng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, đặc biệt là các đồng chí cán bộ đoàn, cán bộ đội, cán bộ hội thi đua với nhau trên các nhóm, có người tổng hợp các kết quả bài thi để các đơn vị thi đua với nhau. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác đã được tuyên truyền phát động rộng rãi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến đảm bảo yêu cầu về nội dung, hình thức và bảo mật thông tin. Theo thống kê của VNPT Thanh Hóa, trong 3 ngày đầu của tuần thi thứ nhất đã có hơn 34.000 người đăng ký tài khoản và trên 80.000 lượt người dự thi. 100% các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy đã hưởng ứng cuộc thi. Chúng tôi cũng đã tham mưu, thứ nhất là điều chỉnh các cái nội dung và các cái vấn đề của phần mềm để hỗ trợ người thi có thể tiếp cận một cách đơn giản nhất, đảm bảo tối đa an toàn cho dữ liệu cũng như là các cái nội dung, và đặc biệt là đảm bảo tối đa an toàn cho cái người tham gia thi. Chúng ta có thể thống kê và báo cáo đánh giá cái kết quả thi trực tuyến hoặc là theo từng ngày hoặc là theo từng đợt thi, đến có thể thống kê theo đơn vị, theo độ tuổi, theo nghề nghiệp, vân vân. Theo kế hoạch, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác sẽ diễn ra trong 6 tuần. Tuần thi thứ nhất bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 14 tháng 2 năm 2022. Hàng tuần, ban tổ chức sẽ trao 11 giải thưởng, trong đó có một giải nhất trị giá 3 triệu đồng cho người trả lời đúng các câu hỏi và dự đoán chính xác nhất số người tham gia. Cuộc thi là một trong những hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, nhằm tuyên truyền ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, tuyên truyền những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 75 năm qua thực hiện lời dạy của Bác, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên nhiều tuyến đường từ thành thị đến nông thôn, tình trạng xe máy, xe ô tô kéo theo rơ móc, chở tôn, sắt thép lưu thông trên các tuyến đường
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm từ xe chở hàng hóa cồng kềnh. Thế nhưng nhiều lái xe vẫn bất chấp quy định gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện đều dễ dàng nhận ra những xe thô sơ, cũ kỹ, chở đủ loại hàng hóa từ vật liệu xây dựng đến những tấm tôn, thanh sắt dài vượt quá thùng xe, lao trên đường. Nhiều chiếc xe chở vật liệu sắt thép cồng kềnh như làm xiếc trên đường, bất kể đường vắng người hay đông đúc, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Trước những vi phạm này, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã mở nhiều đợt ra quân xử lý vi phạm, tạm giữ đối với phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông trên đường. Trong thời gian qua thì trên địa bàn huyện Triệu Sơn cũng đã xuất hiện một số cái trường hợp chở hàng vật liệu xây dựng hoặc là tôn sắt kéo quá chiều dài, quá kích thước thành thùng. Thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Triệu Sơn chúng tôi đã tiến hành tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp và yêu cầu các lái xe cũng như chủ xe ký cam kết là không tái phạm về vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Qua công tác kiểm tra cho thấy, hầu hết các loại xe này đều không được đăng ký đăng kiểm, lắp ráp thô sơ không đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, hầu hết người điều khiển loại phương tiện này đều không có giấy phép lái xe, thiếu hiểu biết về luật giao thông đường bộ, kỹ năng điều khiển phương tiện dễ gây ra tai nạn giao thông. Trong khi đó, chế tài xử lý xe tự chế, xe chở hàng hóa cồng kềnh chưa đủ mạnh. Việc kiểm tra xử lý của các lực lượng chức năng vẫn còn hạn chế, nên tình trạng xe chở hàng hóa kéo theo xe lôi, xe đẩy cồng kềnh ngày càng nhiều. Bản tin Thanh Hóa ngày mới hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.